Không biết là ở đây, trong cái khán phòng này, có bao nhiêu người đã từng mất tự tin ngay từ những ngày đầu khi bản thân mình chưa hoàn hảo không ạ? Quý vị có thể thành thật giơ tay được không? Ok, anh Đức. Đây, tôi lựa người bạn tôi đây. Ok, mời bạn đứng dậy nha. Rồi, ok. Cái này là bình thường ta giỡn giỡn, nhưng mà bữa nay mình nghiêm túc nè, mình nói chuyện nghiêm túc nè. Hồi nãy tôi hỏi là có nhiều người, người ta đang làm việc có thể sẽ rất tốt, nhưng người ta sẽ bị một cái thiếu tự tin nào đó chỉ vì cái ngoại hình của mình, hay là một cái gì đó mà bản thân mình cảm thấy mình chưa hoàn hảo. Thì nên Đức nói Đức đã trải qua, thì nó diễn ra như thế nào? Khi chúng ta bình thường trong cuộc sống, chúng ta chưa cần có những nhu cầu có phải tiếp xúc ở bên ngoài, giao lưu. Và một cái vấn đề nữa là cái ánh nhìn của mọi người đối với bản thân mình nó ở một cái mức bình thường. Chúng ta thấy điều đó, thì khi chúng ta thấy điều đó nó không cần thiết. Nhưng một khi từ cái ngày mà anh Đức đã bước chân vào nghệ thuật, cảm thấy đó là một điều thiếu sót và cảm thấy làm cho bản thân mình thiếu tự tin. Và bình thường nó hay nói là ai nói vì gì về nhan sắc của mình kệ, nhưng thật sự đến một lúc cái nhan sắc của mình được cải thiện, mình cảm thấy mình là một người tự tin hơn rất là nhiều, và sẵn sàng nói rằng tôi đã từng mất tự tin nhưng bây giờ tôi cảm thấy tự tin một chút, và rồi đến với GT Angel tôi sẽ càng tự tin hơn nữa thì sao ạ? Đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Và Thành thì Thành nghĩ thế này. Thưa quý vị, quan trọng hơn hết rằng là chúng ta ai cũng có cái quyền được đi làm đẹp cả. Và tại sao không, phải không ạ? Chúng ta trở thành một cái phiên bản đẹp hơn của chính bản thân mình. Nhiều người, người ta hay nói là trời ơi, cái gì cha sanh mẹ đẻ, cha sanh sao mẹ đẻ vậy đi. Xin lỗi nha, nhiều khi hỏi lại cha mẹ, cha mẹ nói trời tôi ước gì tôi đẻ con tôi đẹp hơn hết chứ. Đúng không? Chính xác. Nhiều khi cha mẹ mình đâu muốn sinh mình ra vậy đâu. Nhiều khi họ cũng cảm thấy có đôi phần là hình như hơi thiệt thòi cho cái đứa bé đó. Mình sinh nó ra không được hoàn hảo như bao nhiêu người khác. Nhiều khi ba mẹ mình cũng còn sót cho mình, thì tại sao bản thân mình lại không tìm cái version, cái phiên bản tốt nhất của bản thân mình? Nhiều người cứ đi lên án cái chuyện thẩm mỹ, mà tôi không hiểu tại sao. Là bởi vì cái điều này cả thế giới người ta đã làm cách đây rất là nhiều lần. Chúng ta quan trọng là chỉ cần mình biết cách và đúng nơi, đúng chỗ, chúng ta trở thành những người đẹp hơn so với chính bản thân mình, cũng là mình thôi, nhưng là một phiên bản hoàn hảo hơn. Đúng không quý vị? Ai đồng ý cho một tràng vỗ tay ạ? Cảm ơn Đức nha. Hy vọng là trong thời gian tới là Đức sẽ được trùng tu toàn phần bởi Nhã Lê. Không biết Nhã Lê có cái nhã hứng gì với nhan sắc này không? Có. Có, trời ơi, có nha. Hồi nãy thì em có ngồi gần anh Đức và em cũng có đàm đạo rồi. Có đàm đạo. Nói hôm nào mình đi cà phê riêng nha Nhã. Ok. Là hiểu rồi đó. Một ngày nào đó mà Đức đẹp hơn là tôi biết Nhã làm đó nha. Chắc chắn rồi. Ok, bây giờ mình hỏi thêm người nữa nào. Hồi nãy như câu cùng cái câu hỏi của Thành, mình đỡ phải mua tiền make up cho nhiều, nó đỡ tiền mỹ phẩm. Cái tiền mỹ phẩm nó mắc hơn tiền thẩm mỹ nha. Cái thứ hai, ngoài mình sướng thì chồng mình sướng nha. Chồng mình sẽ bớt đi chơi lại ở nhà lo mình hơn nha, cần mình hơn, chăm mình hơn, như chị Dung nãy có chia sẻ quý vị nha. Mà chồng mình đỡ đi ra ngoài, chồng mình nó sẽ đỡ xài tiền nha quý vị nha. Thành thử là quý vị sẽ có thêm tiền, quý vị lại đi làm đẹp nha. Dạ vâng. Tại sao một mình sướng không được, cả hai cùng sướng, đâu nó hợp lý hơn. Bây giờ để cho quý vị biết cái người sướng rất nhiều lần, giờ chị Lê Giang đây. Đây. À, đây một người phụ nữ mà tới bây giờ vẫn giữ nét thanh xuân, trẻ đẹp, tự tin, duyên dáng. Em mời chị Lê Giang lên sân khấu chia sẻ vài lời. Nay cho một miếng nhạc lớn lớn Lê Giang đi vòng rồi quý vị, hả bác? Một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho nghệ sĩ Lê Giang thưa quý vị. Bonjour madame. Thank you very much. Ok. Tắt nhạc đi. Hết đi bỏ qua. No music. Yeah. Ok. Yeah. You from yeah. Where you from? Vietnam.
Vietnamese. Yeah. Yeah. Today. Yeah, today. Tonight. Oh yeah. Come here. Yeah. Angel. Angel. Yeah, GT Angel. Yeah. Cái câu này học quá rồi học luôn mới nói được tới bữa nay đó. Okay. Ai cũng biết là chị Lê Giang là cái người rất là yêu đời ha, dễ thương nè. Hài hước nữa. Mà quan trọng là người ta thấy chị đẹp. Rồi khán giả hỏi là ở giờ Lê Giang tại sao cứ đẹp hoài bà không chịu già. Rồi có nhiều người nói Lê Giang là tại vì do bà sửa nhiều quá mới đẹp. Như vậy thì chị nghĩ sao về khi người ta nói mình như vậy? Chị không có, khi mà người ta nói chị sửa nhiều quá chị cũng không mắc cỡ. Vì sao ạ? Tại vì chị sửa chị đẹp. Đến bây giờ mọi người thấy chị đẹp không? Mọi người có thấy Lê Giang đẹp không? Dạ cảm ơn mọi người. Là lúc nào bây giờ Lê Giang cũng tự tin. Bây giờ là Lê Giang không còn sửa nữa. Tại vì sửa nhiều rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Đã đẹp rồi. Sửa, đã đẹp rồi. Hôm nay cái giọng Lê Giang hơi khang. Chứ thật sự Lê Giang muốn nói rất là nhiều. Ha? Là Lê Giang á, thẩm mỹ rất là nhiều luôn. Mà thẩm mỹ không có bị hư. Là tại mình lựa đúng chỗ. Đúng chỗ. Mình phải có hiểu biết. Đúng rồi. Mà Lê Giang được cái gì nè. Mọi người thấy không? Mới đầu ai nhìn Lê Giang cũng nói trời ơi, cái bà này sao bà sửa nhiều quá. Nhưng mà mọi người nhìn ngoài đời Lê Giang, ủa sao trên hình bà khác mà ở ngoài đời bà khác. Ông ngoài đời bà đẹp quá mà trên hình bà xấu quá. Tại vì cái đoạn lên hình là cái đoạn nó đang còn sưng. Mà phải đi ghi hình quý vị hiểu không? Cái đoạn đó là đang còn sưng. Đúng vậy. Mà bởi vậy mới khổ, có lần nào mà chích xong cũng kêu quay hết. Mà phải chi nó để mình xẹp xong nó cho mình quay. Thưa quý vị, bây mình giờ phải, mình làm nghề mình phải hiểu. Khi mình đã lỡ làm đầu thì nó có cái giai đoạn phục hồi, gọi là giai đoạn chuyển mình nha quý vị. Bởi vậy bây giờ á, ai mà hợp đồng trước khi Lê Giang quay á, mà có hợp đồng đừng chỉnh sửa nữa. Ủa có vậy hả? Có chứ, bây giờ tại vì đang quay một bộ phim mà. Chị ơi, chị cho em ký hợp đồng đừng chỉnh sửa được không chị? Sợ đầu phim không có cái càm mà cuối phim có cái càm. Có một lần nha, một lần đang quay phim vậy đó, xin nghỉ một tuần bay đi Hàn Quốc. Chi? Sửa. Sửa. Trời ơi, ta nhưng nói mà bây về giờ sau tất cả đi, mà nói sau tất cả. Sau tất chị cả. Chị có thấy là quyết định chị đúng đắn và chị có đúng hạnh phúc với cái sắc đẹp hiện nay không? Hôm nay chị đứng đây và chị nè, chỉnh chu rất là đẹp và chị rất tự tin luôn. Nói chung là Lê... Có cái lời nói gì với các chị em phụ nữ mà hiện nay họ vẫn đang phân vân, họ đang ngần ngại vì chồng mình không cho làm cái mũi thế này thế nọ. Lê Giang nghĩ rằng cái người đàn ông, cái người chồng mình á, có những người người ta rất là ích kỷ, người ta không cho vợ mình sửa. Nhưng mà thật chất khi mà vợ mình sửa rồi thích lắm. Về đẹp cái tự nhiên về khác. Về nhà nhìn vợ mình hoài, nhịn hoài vợ mình hoài. Nhịn hoài. Trời ơi sao em đẹp vậy trời ơi. Thiệt cái này có nha. Bởi vậy đàn ông mình phải rút kinh nghiệm. Vợ mình đẹp mà, vợ mình đi kế bên mình mà, mình phải hãnh diện chứ. Dạ vâng. Tại sao không cho vợ mình sửa? Dạ tại... Biết rồi mà đừng nóng quá. Ừ. Không, tại vì nói không nổi. Chứ không có nóng. Ừ. Thật sự hôm nay là đáng lý là Lê Giang đứng đây Lê Giang hát á. Dạ. Nhưng mà bữa nay khang tiếng quá, live stream nhiều quá, live quá. Bây giờ nữ doanh nhân thành đạt rồi quý vị. Bây giờ trước khi chia tay với khán giả thì chắc là em nghĩ chị cũng sẽ là một cái nguồn động lực cho mọi người. Họ nhìn vào chị họ cũng sẽ có cái nguồn động lực là mình cũng có thể wish, ước mơ được đẹp như chị Lê Giang, tại sao không. Và quan trọng là phải đúng nơi. Thì sẵn hôm nay khai trương của JT Angel, chị có lời chúc gì cho bệnh viện không? Hồi lúc trước á, thì Lê Giang có nói với Nhã rồi, chỉ còn một thứ chị chưa sửa thôi nha Nhã. Nhã cho chị cắt mắt được không? Có nói không Nhã? Đó, để mọi bây giờ để cho công việc mà quay ổn định rồi là Lê Giang tới đây cắt mắt á. Tại vì Lê Giang rất thích cặp mắt của Nhã. Và ở đây nè, sâu. Cặp mắt sâu mà nhìn long lanh, mà nhìn thần sắc. Lê Giang muốn cặp mắt như Nhã. Cho nên là Lê Giang sẽ quyết định tới đây để cho Nhã cắt mắt Lê Giang. Mọi người nhớ nha, Lê Giang sẽ tới đây làm điều. Dạ, dạ. Dạ chị nói gì chị? Sao em cần gì? Chị cũng cần cặp nữa hả chị? Dạ. Chị kéo chồng chị tới em cắt luôn hai vợ chồng cặp nha chị. Rồi tối về nhìn nhau vui lắm. Mới cắt xong không có bao giờ chớp mắt hết trơn, nhìn nhau hạnh phúc lắm. Dạ. Rồi hôm nay thì chị Lê Giang tới đây kính chúc cho thẩm mỹ viện
Etienne Angel. JT Angel. Etienne Angel. JT Angel. JT Angel. Yeah, JT Angel. Yeah. Dạ thưa mọi người, tiếng Anh thì mọi người cũng biết rồi, Lê Giang chỉ tới đó thôi. Nhưng mà tại hôm nay nói được bốn chữ là mừng quá trời. Dính được chữ Angel là mừng rồi. Thank you. Rồi, kính chúc cho Nhã một công ty mà thẩm mỹ viện như vậy thật là hoành tráng, khách đến nườm nượp luôn nha. Và làm sẽ lúc nào cũng được khách yêu thương, và lúc nào cũng được rất nhiều từ khắp các nước đến đây để mà sửa sắc đẹp. Thank you, beautiful girl. Thank you. Xin cảm ơn nghệ sĩ Lê Giang đã chia sẻ rất là thật những gì mà chị đã trải qua trong cái quá trình mà hoàn thiện bản thân, làm đẹp của mình. Và bây giờ, để trở lại với không gian âm nhạc, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục kết nối cùng với JT Angel qua một giọng hát đẹp, sang, duyên dáng, hay như thiên thần. Thưa quý vị, đó là ai? Một nữ minh tinh lung linh quyền diệu, thưa quý vị, nghệ sĩ Harry Won. Tràng pháo tay nồng nhiệt cho nghệ sĩ Harry Won, thưa quý vị. Bộ nội tôi cũng không dám giới thiệu ít nữa thiệt á. Lần đầu tiên thì Harry Won xin chào gửi Harry Won xin gửi lời chào quý vị có mặt ở đây xin chào mọi người. Thực ra thì em thấy hôm nay chồng mình rất là biết điều, biết khen ngợi vợ. Khen anh đang gặp cuộc sống khó khăn em. Dạ thôi bây giờ thì chồng có thể nhường sân khấu cho em được không chồng? Một tràng pháo tay cho nghệ sĩ Harry Won, thưa quý vị. Thank you. Nãy giờ Harry cũng nghe những bạn mà ba bạn đứng ở đây á, thì thật sự thì bản thân Harry cũng cảm thấy rất là xúc động. Và Harry cũng có biết một người khác, nhưng mà trước khi cô ấy làm, tại vì cô đó là có tuổi rồi, cũng 50 mấy tuổi, thì Harry nghĩ là trời ơi thôi có tuổi rồi thì đừng có làm nữa. Nhưng mà cô ấy kiên quyết làm. Sau đó thì Harry phải tự trách bản thân mình là tại sao mình phải cản người ấy không cho làm. Tại vì cô ấy sau khi làm xong, nụ cười hoặc là những cái tự tin nó rõ ràng là nó khác hoàn toàn. Và từ sau đó thì Harry cũng rất là ủng hộ những người mà kiểu như là cảm thấy mình tự tin, mình không được đẹp á, thì nên đi sửa cho có một cái cuộc đời mới. Cái gì có tán thành với Harry không ạ? Dạ.